Chồng chưa cưới dính tin đồn nợ nần đã có hai đời vợ, nam em phản ứng ra sao? Thời gian vừa qua nam em liên tục có động thái úp mở về việc sắp sửa làm đám cưới. Không lâu sau khi công khai bạn trai, nàng hậu đã chia sẻ loạt hình ảnh dòng trạng thái khiến nhiều người nghĩ ngay đến việc cô sắp lên xe hoa. Được biết bạn trai nam em đang kinh doanh lĩnh vực phong thủy. Đến thời điểm hiện tại nam em và bạn trai yêu được 6 tháng, anh chàng này cũng đã ra mặt bảo vệ bạn gái trên mạng xã hội. Chồng sắp cưới của nam em công khai hình ảnh cùng với cô nàng, đồng thời có bài viết dài gửi tới cộng đồng mạng đã quan tâm đến mình thời gian qua. Tôi biết các bạn fan yêu quý nam em dành cho nam em nhiều tình cảm. Tôi mong các bạn hãy nhìn nhận khía cạnh một cách trí tuệ bao quát. Nam em cần được sự tôn trọng. Cô ấy đã trải qua nhiều thứ hàm oan mà cũng chỉ cười để bước tiếp, vì thế mà tôi ở đây. Bạn trai nam em chia sẻ. Thế nhưng mới đây đã có những tin đồn không hay về anh. Theo đó, anh chàng được cho là vướng cảnh nợ nần, còn có tin anh đã có hai đời vợ và hiện có ba người con. Hiện phía nam em từ chối trả lời vấn đề này trước truyền thông, nhưng cô tiếp tục có bài đăng đáng chú ý trên trang cá nhân. Nam em thừa nhận chuyện tình cảm của mình và bạn trai không được nhiều người ủng hộ, nhưng cô vẫn hết sức tin tưởng và tình cảm, không quan tâm tới quá khứ của bạn trai. Cả hai đều không được ủng hộ khi yêu nhau, và sau đó tất cả những người đến hôn lễ đều khóc. Không có một tình yêu nào đẹp mà không trải qua sóng gió, nên đám cưới sẽ không diễn ra nếu như khán giả không hài lòng. Đối với tôi, quan trọng là những lúc ốm đau có người bên cạnh, còn có đám cưới cũng được, không có, chúng tôi vẫn vui vẻ. Nam em bày tỏ, em không quan trọng quá khứ của anh ra sao, em chỉ quan tâm lúc em ốm đau mệt mỏi, anh là người cùng em sẻ chia gánh vác những khó khăn em phải trải qua. Nếu như em không công khai thì anh cũng sẽ không phải chịu những giọt nước hàm oan. Nam em đăng đàn tự nhận bản thân chỉ là miếng mồi ngon, hối hận khi bước chân vào showbiz. Cái tên của Hoa Khôi, ca sĩ nam em những ngày qua có thể nói là đề tài đang được cư dân mạng tìm kiếm, quan tâm bàn tán khắp cõi mạng. Hàng loạt drama liên quan nam em đã bị chia sẻ, tràn lan khắp nơi. Nhiều ý kiến trái chiều bắt đầu bị đưa ra, kẻ bênh, người chỉ trích khiến câu chuyện của cô ngày càng bị đẩy đi xa. Drama bắt đầu khi nam em chính thức công khai chồng sắp cưới. Không có gì đáng nói khi vị hôn phu của nam em bị netizen nhanh chóng bóc trần quá khứ không trong sạch. Nhiều lời kêu gọi giải cứu nam em tràn lan. Không nhẫn nhịn trước sự công kích, nam em quyết định lên tiếng bảo vệ chồng tương lai, đanh thép đối đầu với cộng đồng mạng một mực khẳng định tình yêu. Chưa hết, mới đây nam em vướng lùm xùm khi có lời tố bị anti-fan chơi xấu, tặng cháo sò, nhưng khi cô ăn thì biết có những thứ dơ bẩn ở trong. Người tình sân khấu của cô là Bạch Công Khanh cũng bị cô lôi vào cuộc khi cho rằng fan club của Bạch Công Khanh bày mưu hãm hại cô. Nam em tố Bạch Công Khanh là người trong cộng đồng LGBT, loạt cử chỉ thân thiết đẩy thuyền với nhau trước kia chỉ là làm khán giả vui. Nam em còn bị đào lại hàng loạt drama trước đó, điển hình là câu chuyện cô tham gia game show Vô Lăng Tình Yêu. Người trong ekip cũ đã bất ngờ lên tiếng nói nam em có tính không giống ai, bị nhận xét là chơi game dơ bẩn làm khó ekip. Giữa ồn ào sự việc, tối mùng 5 tháng 12, nam em có bài đăng với câu từ đầy ẩn ý, chia sẻ, hối hận khi tham gia showbiz tự nhận bản thân chỉ là miếng mồi ngon. Các bạn nói đúng, cuộc đời tôi chỉ là một miếng mồi ngon, nếu được chọn lại nơi tôi sinh ra, tôi muốn tôi chỉ là một cô bé dễ nhìn, ba mẹ là giáo viên, và tôi sẽ tiếp nối nghề ba mẹ tôi. Tới đây tôi mới hiểu, tại sao ba tôi lại muốn tôi lớn lên làm cô giáo chứ không phải làm nghệ thuật. Bài đăng của nam em khiến cộng đồng mạng xôn xao. Có thể thấy cô đang phải gánh chịu nhiều điều tiếng không hay, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và tâm lý. Các fan cũng đưa ra nhiều lời khuyên, mong nam em tốt nhất trong thời điểm này giữ im lặng nhằm xoa dịu dư luận, hạn chế sử dụng mạng xã hội và phát ngôn gì trong thời điểm này. Trước đó, sau khi drama nổ ra vài ngày, nam em dù bị nhiều công kích nhưng vẫn liên tục chạy show, xuất hiện với hình ảnh chỉn chu trước công chúng. Chồng tương lai của nam em cũng luôn tháp tùng cô, anh được bắt gặp luôn theo sau và chăm sóc chu đáo cho bạn gái. Trong lúc drama xảy ra, sau hàng loạt ồn ào, nam em hiện tại vẫn chưa lên tiếng gì thêm về kế hoạch kết hôn sắp tới. Cộng đồng mạng đều mong chờ ngày nam em sớm ổn định lại tinh thần để có thể tổ chức đám cưới sớm, trọn vẹn với hạnh phúc của mình. Bạn trai đưa nam em về quê Hải Phòng ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Cách đây ít ngày, nam em nhận được nhiều sự chú ý khi bất ngờ cập nhật trạng thái đang hẹn hò trên Facebook cá nhân. Dưới bài đăng, nhiều người yêu mến nam em chúc mừng cô đã tìm được người kề cận yêu thương. Có người còn bày tỏ xúc động vui mừng khi thấy nam em hạnh phúc sau nhiều tổn thương tình cảm trong quá khứ và mong muốn sớm nhìn thấy cô lên xe hoa. Đầu tháng 12 này, nam em rạng rỡ được bạn trai đại gia lái xe đưa về Hải Phòng, vừa để tham quan sẵn dịp ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Nam em cho biết đây là lần đầu cô được ra miền Bắc. Thời tiết mùa này khá dễ chịu nên cô diện một chiếc áo sơ mi trắng, quần jean không quá bó sát để lịch sự nhất trong ngày ra mắt nhà người yêu. Vừa vào đến ngõ, nam em choáng ngợp vì sự giàu sang ập vào mắt. Đây không thể gọi là nhà vì nó là biệt thự hạng sang, nằm biệt lập với khu dân cư ồn ào náo nhiệt. Căn biệt thự hết sức khang trang và yên tĩnh. Buổi ra mắt nhà bạn trai diễn ra rất đúng mong muốn. Bố mẹ và hai em của bạn trai đều rất thân tình đối với nam em. Không chỉ vậy, nam em còn được hai bác trao món quà khủng là một bộ trang sức kim cương trị giá 5 tỷ đồng. Chiều mùng 6 tháng 12, quản lý nam em xác nhận thông tin cô đang hẹn hò. Bạn trai của cô tên Cường đang kinh doanh phong thủy. Tính đến nay, người đẹp 9X và bạn trai yêu nhau được 7 tháng.
Nam em sinh năm 96 tại Tiền Giang, từng đăng quang Hoa Khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 và ghi tên mình vào top 8 Hoa hậu trái đất 2016. Năm 2022, nam em khiến khán giả chú ý khi trở lại với đường đua nhan sắc tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam, nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với cô. Sau khi khép lại hành trình thi nhan sắc, cuộc sống của nam em có nhiều thay đổi. Nam em chủ yếu tập trung cho lĩnh vực âm nhạc với lịch trình đi diễn dày đặc ở các phòng trà, tụ điểm ca hát. Bạn trai của nam em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng đi công tác ở tỉnh phía Bắc. Khi đi công tác, có lúc anh ấy đưa nam em đi cùng, hai người thường xuyên ở cạnh nhau. Quản lý của nam em chia sẻ, bạn trai của nam em thường đăng tải hình ảnh của cô lên Facebook cá nhân, đồng thời dành cho cô nhiều lời lẽ ngọt ngào. Anh tiết lộ, mình và nam em từng trải qua không ít lần giận hờn cãi vã nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau. Bạn trai nam em khẳng định sẽ luôn bên cạnh chở che cho cô để cô có được cuộc sống bình an, hạnh phúc. Trước đó cặp đôi tiết lộ có nhiều lần tranh luận, giận hờn. Tuy nhiên chứng kiến bạn gái vượt qua sóng gió, bạn trai nam em càng muốn gắn bó với cô. Anh bày tỏ, hiện tại công việc của tôi bận rộn nhưng phải giao lại cho học trò để đồng hành cùng cô ấy. Khi nào nam em cảm thấy việc cống hiến cho nghệ thuật không còn ý nghĩa nữa, tôi sẽ lo cho cô ấy danh phận hào quang ở một lĩnh vực khác. Tôi mong người hâm mộ để cô ấy được cống hiến và cháy hết mình vì nghệ thuật. Trước đó nam em nhiều lần úp mở việc đã có bạn trai nhưng không tiết lộ danh tính. Với lý do muốn có tình yêu bình lặng, cô cũng không ít lần công khai gọi người đàn ông của mình là chồng. Hậu công khai chuyện tình cảm, đời tư, bạn trai của nam em trở thành đề tài thu hút sự quan tâm của dư luận. Trên các diễn đàn mạng xã hội xuất hiện những thông tin, nửa kia của nam em từng có hai vợ, ba con và quá khứ ồn ào. Netizen bàn tán rôm rả và có nhiều ý kiến trái chiều trước chuyện tình của nam em. Trước phản ứng của cư dân mạng, trưa 27 tháng 11 trên trang cá nhân, nam em đã có những dòng trạng thái gây chú ý. Nam em đăng tải ảnh với bạn trai đính kèm dòng trạng thái, sóng gió những lần trước chỉ có mình em vượt qua, lần này thì khác, chúng ta có nhau, cho dù họ có dìm mình tới chết, thì em thấy đây là cái chết đẹp vì ít nhất chúng ta không làm gì sai với đời. Tiếp đó nam em bức xúc viết thêm status, có chắc là quá khứ của mình sạch sẽ không mà lôi quá khứ của người ta ra giày vò, rồi người ta lôi quá khứ của mình ra nói sao xui nha. Những chia sẻ của nam em thu hút sự chú ý của công chúng. Nhiều người cho rằng đây là động thái cứng rắn của nam em bảo vệ bạn trai trước bình luận trái chiều của một bộ phận cư dân mạng. Trước đó nam em có tâm thư trải lòng về quyết định kết hôn với bạn trai hiện tại. Cô cho biết, ngày xưa khi chưa nổi tiếng, tôi chọn những sự kiện để đánh bóng tên tuổi của bản thân. Khi đã nổi tiếng có được hào quang, cũng có cả những thăng trầm của cuộc sống mà hào quang mang lại. Tôi dần thay đổi góc nhìn của mình về sự nổi tiếng, vậy nên tôi đã bắt đầu sử dụng sự nổi tiếng của mình cho những mục đích cao cả hơn, thay vì cho chính mình. Tôi hy vọng trái tim chân thành của tôi khi làm nghề sẽ được các bạn trân trọng và hiểu được mục đích mà tôi muốn tiếp tục sống. Nam em chia sẻ thêm, gần một thập kỷ khi bước đi một mình, tôi đã thật sự kiệt sức, không còn đủ sức khỏe cả tinh thần lẫn thể chất để tiếp tục lao động và làm những việc có ích. Vì vậy, đó là lý do tôi gặp và chọn một đích đến với người đàn ông của tôi. Nam em bị ekip cũ một game show tố thẳng tính cách không giống ai. Cộng đồng mạng nghe một chi tiết phải nhăn mặt. Cái tên của Hoa Khôi ca sĩ nam em những ngày qua có thể nói là đề tài được dân mạng tìm kiếm, quan tâm bàn tán nhất trên khắp cõi mạng. Hàng loạt drama liên quan đến nam em đã bị chia sẻ tràn lan, nhiều ý kiến trái chiều bắt đầu bị đưa ra, kẻ bênh vực người chỉ trích, khiến câu chuyện của cô ngày càng bị đẩy xa. Drama bắt đầu khi nam em chính thức công khai chồng sắp cưới. Mọi chuyện không có gì đáng nói khi vị hôn phu của cô bị cộng đồng mạng bóc trần quá khứ không trong sạch. Theo lời kêu gọi giải cứu nam em bắt đầu lan tràn, thì không nhẫn nhịn trước sự công kích này, nam em đã quyết định lên tiếng bảo vệ chồng tương lai, đanh thép đối đầu với cộng đồng mạng, một mực khẳng định tình yêu của mình. Chưa hết, mới đây nam em còn vướng lùm xùm khi có lời tố bị anti-fan chơi xấu tặng cháo sò, nhưng khi cô ăn thì biết được có những thứ dơ bẩn. Người tính sân khấu của cô là Bạch Công Khanh cũng bị cô lôi vào cuộc khi cho rằng fan club nam ca sĩ liên tục bày mưu hãm hại cô. Nam em còn tố Bạch Công Khanh là người trong cộng đồng LGBT. Loạt cử chỉ thân thiết đẩy thuyền với nhau trước kia chỉ là làm khán giả vui. Giữa ồn ào sự việc thì tối ngày 2 tháng 12, một bài đăng dài tiếp tục phốt nam em xuất hiện trên mạng xã hội. Người này được biết là người trong ekip cũ của game show Vô Lăng Tình Yêu mà nam em trước đó từng tham gia. Người này cho biết khi làm việc cùng với nam em rồi mới biết cô gái này có tính cách không giống ai, có những hành động khó có thể chấp nhận được. Viết trên trang cá nhân, nhân vật này chia sẻ, nhớ đâu đó show lên 7-8 tập rồi thì người chơi có xin thêm hình để post fanpage ngoài những ảnh ekip gửi hàng tuần, thì tôi bảo mọi người lấy link thô hành trình nhé. Vì ekip đang đi company trip, không ai lọc hết, xong tôi gửi link drive hình hậu trường thô để các bạn dùng. Mọi người vui vẻ bông đùa nhau trong group. Thì đùng một cái sẽ đánh ngang tai. 10 phút sau các group xếp lớn đùng đùng nổi giận, chị giám đốc luôn ưu ái bạn nổi đoá lên, đã làm gì mà nam em buồn lắm, gọi và nói ekip xúc phạm bạn phải nhập viện rồi. Tôi kêu, ủa là sao? Là gửi hình là xúc phạm, chưa hiểu. Sau đó hỏi ra mới biết, trên hành trình có cảnh đút kem bạn nam khác ăn bằng miệng, thử thách là bạn nam bế bạn nữ đút kem lạnh cho bạn nam ăn giữa trời Đà Lạt. Nếu các cặp khác đút bằng tay thì nam em đút bằng miệng, ăn xong thè ra, bắt bạn nam ăn. Ekip quyết định cắt ngắn phần đó, mà linh hình đã xóa hết mấy tấm phản cảm nha, chỉ giữ lại những thứ lên sóng thôi.
Bài đăng của nhân vật này nhanh chóng gây xôn xao cõi mạng. Người đọc khi xem được bài tố đều phải đồng loạt nhăn mặt trước tính cách không giống ai và có phần hơi dị hợm này của nam em. Tuy nhiên đây chỉ là lời nói chủ quan từ phía người trong ekip nên câu chuyện chưa hoàn toàn có tính xác thực và đúng 100%. Hiện các fan của nam em cũng mong cô nên giữ thái độ im lặng để xoa dịu dư luận bởi mọi phát ngôn thời điểm này đều rất dễ trở nên nhạy cảm, có thể ảnh hưởng nặng đến tâm lý của cô.